gia đình nhỏ trên xe buýt số 19. Xe là nhà, sàn là giường và hạnh phúc một mạc của những mảnh ghép tìm thấy nhau sau bao nỗi buồn cuộc đời. Xem con trai riêng của vợ như con đẻ của mình. Chị Loan và anh Phương quen nhau được 3 năm trong một lần chị là hành khách còn anh Phương là lái xe. Lúc đó chị vẫn còn làm công nhân, anh cũng chưa về làm ở hợp tác xã xe buýt. Noel, đứa trẻ hoạt bát đáng yêu năm nay đã 5 tuổi là con riêng của chị Loan. Cuộc hôn nhân của hai anh chị bị gia đình bên nội phản đối, nhưng cuối cùng hai người cũng chọn ở bên nhau, vì nhau mà nương tựa qua ngày. Chị Loan xúc động khi nhắc đến tình yêu của chị và chồng gặp phải muôn vàn khó khăn. Thời gian đó vợ chồng tôi sống trong cảnh nước mắt trăng cơm, mình tuổi á, tuổi vô cùng luôn, nhưng vì con nên tôi âm thầm cho qua. Anh Phương ảnh thương Noel lắm, thằng bé lúc nào cũng quấn lấy ba, nói đến đây giọng chị Loan bắt đầu nghẹn lại. Sau 3 năm, đứa trẻ Noel cũng bắt đầu nhận được tình yêu thương của mọi người. Hiện tại chị Loan gửi bé sống với bà nội, cuối tuần chị mới đón con qua. Chị tâm sự Noel là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ vòi vĩnh mẹ mua quà vì biết hoàn cảnh của ba mẹ mình. Chị Loan cười tươi khi nhắc đến Noel. Chị mới 5 tuổi nhưng đi học đã được giấy khen liền về khoe với mẹ. Thứ bảy, chủ nhật tôi đón bé qua, tắm rửa cho bé rồi cả nhà quây quần. Có Noel cái xe rộn ràng hẳn lên, chị Loan nói. Điều đặc biệt của hai vợ chồng anh Phương, chị Loan là hai người chưa bao giờ cãi vã hay giận nhau quá một ngày, vì tính anh hiện không để bụng còn chị thì nhiều lúc giận thế rồi mấy phút sau là quên ngay. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, anh chị lại quây quần bên nhau để chuẩn bị bữa cơm tối. Cái duyên cái nợ nên vợ thành chồng trên tuyến xe buýt. Công việc của anh chị thường bắt đầu vào 4 giờ 30 phút sáng và kết thúc khá muộn. Từ chỗ làm về nhà rồi quay lại khá mất thời gian, vì thế, được ban quản lý trạm đồng ý, vợ chồng anh ăn ngủ trên 9 chiếc xe ngày ngày làm việc hơn 7 tháng qua. Việc tắm rửa, giặt giũ anh chị dùng nước, nhà vệ sinh ở hai nhà trạm xe. Riêng anh Phương, bề ngoài trông có vẻ cộc tính nhưng thật ra là một người sống rất tình cảm. Sau mỗi chuyến xe, dù mệt nhưng anh luôn là người nấu bữa cơm cho gia đình, phần vì sợ không đảm bảo dinh dưỡng, phần vì sợ không đảm bảo vệ sinh. Sau mỗi chuyến xe buýt, anh Phương là người tận tay nấu những bữa cơm cho cả gia đình. Tôi thương vì cái tính cái nết, thứ nhất là chất phác, thứ hai là không được ngựa quen đường cũ. Tôi nghĩ ai đó cũng có một cái tính mà mình không hài lòng, nhưng làm gì có ai hoàn hảo hết, mà sẽ có cái khác nó bù đắp lại. Mình chấp nhận được là được, anh Phương tâm sự. Món ăn đơn giản nhưng đầy ắp tình yêu thương của anh Phương dành cho vợ. Nói về cuộc sống sinh hoạt trên xe, có nhiều điều bất tiện nhưng anh chị vẫn xem chiếc xe buýt như ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi buổi sáng hai vợ chồng phải thức dậy vào lúc 4 giờ, dọn dẹp xe, ăn sáng rồi nhận lệnh chạy sớm. Lúc đường thoáng, chạy kịp chuyến còn dư dả vài phút thì nghỉ ngơi uống nước. Còn những lúc kẹt xe tắc đường thì phải vội vàng đến không kịp thở. Chiếc xe buýt nhưng tràn đầy tình thương, ngôi nhà thứ hai của vợ chồng anh chị. Chị Loan dọn dẹp chiếc xe buýt để chuẩn bị trải chiếu cho hai vợ chồng nghỉ ngơi. Ở trên xe, ban đêm không được bật đèn nên lúc đầu đêm xe lại bắt đầu nóng, đến lúc khuya sương xuống thì lạnh, hôm nào có Noel thì hai mẹ con ngủ dưới sàn có lót miếng trăng, anh thì ngủ trên võng. Nụ cười hạnh phúc của chị Loan ở cuộc sống hiện tại. Cuộc sống tạm bợ và bấp bênh nhiều lúc làm chị Loan suy nghĩ về một tương lai khác tươi sáng hơn. Tôi cũng không có mong ước gì lớn, chỉ mong nuôi dạy Noel thành người. Và ráng dành dụm vài năm nữa để về quê cất nhà, cho Noel một căn nhà đủ ấm áp tình thương. Theo anh Vũ, Phú Quý, Helena.